nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu. Các quý thầy giáo, cô giáo và các bạn đoàn viên thanh niên trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến đến với diễn đàn thanh niên mô phỏng theo Hội nghị Liên Hợp Quốc ngày hôm nay. Là một quán học đoàn trường Trung học phổ thông Trấn Đảo, tôi rất quan tâm theo dõi và vô cùng ngưỡng mộ những hoạt động giáo dục và hoạt động phong trào của tuổi trẻ trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Được biết là các bạn vẫn luôn duy trì hình thức tổ chức sinh hoạt tri đoàn bằng tiếng Anh định kỳ một lần một tháng. Cô giáo và các bạn học sinh đã cùng đến với một điểm tin đời sống văn hóa học đường của nhóm phóng viên thường trú trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo Nam Định ngày hôm nay. Giới trẻ đang ở đâu giữa những giao lộ pháp luật và công nghệ số, khi những ứng dụng công nghệ thông tin không phải để giải trí lành mạnh, hướng đến những giá trị văn hóa mà trở thành công cụ để trục lợi và hành vi vi phạm pháp luật. Đây là tin vắn mở đầu cho một điểm tin của chúng tôi hôm nay. Những con số thống kê đủ khiến chúng ta giật mình và ám ảnh bởi bóng ma bạo lực học đường vẫn đang hiện hữu từng ngày, từng giờ khắp các châu lục, đòi hỏi chúng ta không chỉ lên tiếng mà cần những quyết sách quyết liệt hơn. Ứng xử đề xuất và ở đây là cô có chuẩn bị phiếu
phiếu trống để các bạn có thể đề xuất và xây dựng thêm quy tắc ứng xử cần có để giúp cho các bạn trẻ có thể tuân thủ pháp luật một cách dễ dàng hơn. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là nhóm thanh niên châu Âu sẽ triển khai đề xuất những điều cần làm đối với thanh niên. Nhóm thanh niên châu Mỹ sẽ là triển khai nghiên cứu xây dựng những quy tắc là những điều nên làm đối với thanh niên. Và nhóm thanh niên châu Á sẽ triển khai những điều không nên làm đối với thanh niên. Thank you.
cần là gì, những cần thiết học hỏi ở châu Âu, khái quát được lên những điều mà chúng cần làm, tôi tới giá trị của học đường. Chúng tôi xin ngoài năm điều đã có sẵn, chúng tôi xin bổ sung thêm một điều là hiểu biết về pháp luật của nhà nước. Các cầu thủ châu Âu ơi, hãy biểu hiện là điều chúng ta cần làm nào, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật. Tuyên truyền phổ biến pháp luật tới mọi người. Biết tố giác hành vi tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng. Có hiểu biết về pháp luật an ninh mạng. Hiểu biết pháp luật nhà nước. Xin được cảm ơn các thanh niên đến từ châu Âu ạ. Có lẽ là đêm qua các đồng chí đoàn viên thanh niên của chúng ta đã thức quá khuya để tiếp cận chiến thức thông qua trang mạng xã hội, cho nên ngày hôm nay các bạn đứng trước rất nhiều các vị đại biểu khách quý, các đồng chí khách mời, cho nên các bạn cũng có một chút cảm xúc tâm lý đúng không ạ? Vâng, cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn hãy treo sản phẩm của nhóm của chúng ta ở phía bên cạnh khu vực của các bạn. Chúng ta sẽ đến với phần trình bày tiếp theo từ đại diện của châu Mỹ ạ. Sau những phần thống nhất vừa rồi từ các thanh niên đến châu Lục, xin mời đại diện của ban thư ký ạ.
xóa bỏ mọi hành vi vi phạm pháp luật. Thứ ba, trách nhiệm bảo vệ pháp luật nhà nước. Mọi ý kiến chỉ là màu xám còn bây giờ thì mãi mãi xanh tươi. Những nội dung quy tắc ngày hôm nay chỉ có thể được thực hiện khi tất cả các đồng chí đại biểu thanh niên đến từ tất cả các quốc gia, các đồng chí sẽ cùng chung tay cùng với hội nghị này về triển khai xây dựng những chiến lược truyền thông để có thể quảng bá với thanh niên của quốc gia của chúng ta về bộ quy tắc ứng xử này, để giúp cho các bạn ấy có thể thực hiện và xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh thời đại số này một cách tích cực và lành mạnh hơn. Vậy cũng xin mời toàn thể hội nghị của chúng ta tham gia một vũ điệu chung cùng với cùng con.